Theo điều tra dịch tễ ngày 5 tháng 8 của Trung tâm Y tế Phan Thiết, Bình Thuận về hai trường hợp dương tính và nghi dương tính COVID-19 ở phường Mũi Né. Đáng chú ý có người từ Bình Dương đến nhưng không khai báo với địa phương. Cụ thể, vào ngày 31 tháng 7, anh K từ Bình Dương đến nhà chị L ở phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết chơi. Ở nhà chị L đến ngày 3 tháng 8 mới trở về Bình Dương, phương tiện đi lại là ô tô cá nhân. Trong khi đó, theo quy định của tỉnh Bình Thuận là những người từ các tỉnh thành đang có dịch đến phải khai báo y tế và đi cách ly tập trung 14 ngày. Ngoài ra, anh Ca còn tiếp xúc với nhiều thành viên trong gia đình chị L, chở mọi người từ Mũi Né đến chơi tại nhà người thân ở xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc. Trong lúc anh Ca tá túc tại nhà mình, chị L nhiều lần đi mua đồ ở chợ Mũi Né, các tiệm tạp hóa gần đó và nhiều lần từ nhà riêng đến nhà ba mẹ đẻ của mình. Khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 8, em gái chị L thông báo là anh Ca làm xét nghiệm test nhanh ở một bệnh viện tại tỉnh Đồng Nai có kết quả dương tính. Đến ngày 4 tháng 8, khi anh Ca báo kết quả PCR đã khẳng định dương tính với COVID-19, cả nhà chị L mới đến phòng khám đa khoa Mũi Né khai báo y tế. Tại đây, qua test nhanh, chị L và em gái có kết quả dương tính. Sau đó, nhiều thành viên trong gia đình chị L cũng đi cách ly. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Mũi Né đã phong tỏa nhiều địa điểm mà chị L có đến. Vụ việc cũng khiến nhiều người khác vạ lây, đi cách ly tập trung.